Mới đây, thông tin nữ sinh Lê Tuệ Chi, học sinh lớp 12A2, trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ, trường đại học ngoại ngữ, đại học quốc gia Hà Nội, nhận được thư báo trúng tuyển vào đại học Harvard đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Được biết, đây là ngôi trường duy nhất chi nộp vào trong đợt tuyển sinh sớm, nhưng sẵn sàng cấp cho em học bổng 100%. Chính vì điều đó khiến thành tích của Chi càng khiến mọi người trầm trồ. Lê Tuệ Chi, học sinh lớp 12A2 trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ mới đây đã trúng tuyển vào đại học Harvard. Sau khi đón nhận tin vui, Tuệ Chi không giấu nổi cảm xúc cho hay: "Em vô cùng vui và ngạc nhiên khi nhận được thư trúng tuyển. Chi kể lại, nhìn thấy chữ chúc mừng em còn kiểm tra lại nhiều lần xem có đúng hay không. Chi đã chuẩn bị tinh thần thoải mái để đón nhận việc trượt Harvard vì đó là điều bình thường với ba học sinh khác. Tuy nhiên, tin vui đã đến với nữ sinh Hà Nội." Nói về niềm yêu thích đối với ngôi trường Harvard danh giá, chi tiết lộ, em không xác định hẳn khoảng thời gian từ lúc nào muốn vào trường, mà em khá thoải mái với việc nộp hồ sơ. Em chuẩn bị hồ sơ từ giữa lớp 11, nhưng hồi lớp 10 em đã thích tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, nên em cũng không quá lo lắng. Bài luận của em là về nơi em sống và những bài học em rút ra khi nói chuyện với mọi người xung quanh. Chẳng hạn khi em đi và trò chuyện với những người phụ nữ nơi thôn quê, em được trò chuyện và lắng nghe về những bào cuộc sống. Càng đi nhiều và tiếp xúc nhiều, trong mỗi câu chuyện ấy đều đem lại cho em những giá trị sống hữu ích. Theo Chi, nhiều người trong bộ hồ sơ thường viết những gì lộng lẫy nhất, còn em lại nói về những điều giản dị như bản thân thích thú và thể hiện được con người mình. Quả thực em cũng không nghĩ hồ sơ của mình đặc biệt đến thế, vì các hồ sơ nộp vào Harvard rất mạnh nhưng có thể em đã thể hiện được niềm đam mê xuyên suốt và phù hợp với trường nơi luôn mong muốn và chào đón một cộng đồng học sinh đa dạng Đại học Harvard được thành lập năm 1636 là một viện đại học nghiên cứu tư thục thành viên của Liên đoàn Ivy. Với lịch sử và tầm ảnh hưởng và tài sản của mình, Harvard là một trong những viện đại học danh tiếng nhất thế giới. Dựa trên bảng xếp hạng của tổ chức QS của Anh Quốc, Đại học Harvard đứng thứ tư trong danh sách các trường đại học hàng đầu thế giới năm 2024. Tỷ lệ chấp nhận vào Đại học Harvard rất thấp, 4,6%. Điều này có nghĩa là cứ 100 sinh viên nộp đơn ứng tuyển vào trường thì chỉ có khoảng 4 sinh viên được chấp nhận. Đáng chú ý Tuệ Chi chính là em gái ruột của Lê Mạnh Linh, nam sinh cũng từng gây bão khi đạt học bổng hơn 6,6 tỷ của Dow Jones. Tại thời điểm đó, Mạnh Linh đang là học sinh lớp 12 Anh 1, trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Mạnh Linh xuất sắc trúng tuyển ba trường trong khối Ivy League danh giá. Đặc biệt, Eötvös, ngôi trường đứng thứ 10 thế giới năm 2024 theo bảng xếp hạng bản QS, đã cấp cho Linh gói hỗ trợ tài chính lên tới 292.000 đô, tức là khoảng 6,6 tỷ đồng. Hiện nay, Mạnh Linh đã tốt nghiệp ngành Chemical Engineering, kỹ thuật hóa học.